Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình không có đi làm các bạn, cho nên là mình đi vô cái đoàn xe của mình đó để ghi hình lại cái lúc mà con xe cuốc mình làm việc ha. Hiện tại thì mình đang đi chạy show công trình, cho nên là không có về chạy xe nhà. Ngày hôm nay mình công trình tạm ngưng, cho nên là mình về đây để ghi hình cái đoàn xe mình đang làm việc nha các bạn. Đó. Thì ở đây cái khu này khoảng 9.000 m2, do nó thấp hơn cái mấy miếng đất xung quanh quá, cho nên là người ta nhấn một cái hầm để mà đổ nâng cấp lên khoảng 2 tấc các bạn, khoảng 20 phân á, cho nó cao ha, để mình làm ruộng. Tại vì cái giá lúa hiện tại nó cũng khá là tốt so với những thời gian trước, nên nông dân người ta tranh thủ người ta cải tạo đất để mà canh tác lúa cho nó đạt hiệu quả nha, chứ nó lung quá thì nó lúa dễ bị sập, với lại khu nước không được rồi nó cũng khó khăn. Bây giờ mình sẽ đi lại gần nẵng cho các bạn xem xe cuốc với lại xe rùa làm việc các bạn. Cái này thì đổ mấy hôm rài rồi, cũng khá là nhiều rồi. Hôm nay thì còn chút đỉnh là xong á. Để mình đi dần dần nẵng nha các bạn. Hiện tại thì mình đã lại gần những con xe đang làm việc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ có bạn xem cái mương người ta đào nè. Đó, người ta chấp nhận bỏ ra một cái khoảng đất như thế này để mà lấy đất dồn cho nó cao, chỗ nào cao thì cho nó ra cao, còn cái này thì để là cái hầm luôn các bạn. Chứ mà để nếu mà đất liền á thì nó sẽ bị thấp hơn xung quanh rất là nhiều, rất là khó canh tác. Cái này thì còn khoảng vài chục xe nữa là xong rồi các bạn. Rất là lâu rồi mình không có đăng video thường xuyên, cho nên là cái lượt tương tác nó bị mất rất là nhiều, mất lại suất rất là nhiều. Rất mong các bạn xem được video này, hãy chia sẻ video để cho nó tăng lượt xem và giúp mình cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Quá dính các bạn ơi, do lạc ta lấy hầm cho nên là dính rất là nhiều. Còn dính một cục trên thùng. Này con đồn lại cho xe cuốc nó quào ra chứ không mở nổi à. Cái đường thì dắt này rất là gần luôn mà. Ở chất này thì mình đứng ở cái hướng này các bạn, nó không có bị ngược nắng, cho nên là chất lượng hình ảnh rất là đẹp nha. Hồi nãy bên kia mình rọi lại thì nó ngược mặt trời các bạn, cho nên nó hơi chá tí xíu. Cái này hình ảnh đẹp rồi nè. Sao? Nếu anh có công việc thì em về đây em múc cho. Mà anh không có một chuyện, ông đi về bị đám mà ông kêu mình bắt vô.
Có nghĩa là đổ xe một đoạn thôi, còn đoạn này là làm giờ nha các bạn.
chạy đổ là ba mình phải đứng chỉ nha các bạn, cho nó khúc cuối nữa cho nó dễ ban, chứ để bỏ thí thì mắc mấy mấy tài xế chạy đổ đôi khi nó không có chuẩn, tại ngồi xe mà đâu có chính xác được, ba mình đứng ở dưới chỉ đầu đổ đó vậy đó, sau này ban nó nhẹ các bạn. Ở đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn với video sau nha.